Ngoài Accent với Vios thì đây là mẫu xe đáng được quan tâm nè anh chị. Tuy có khập khiễng về cái phân khúc nhưng giá thành xem nhau, tầm tiền phân khúc B mà sở hữu ngay phân khúc C, ngon lành trên vậy, đáng để cân nhắc ha. Vâng, chiếc này là Toyota Altis đời 2017 bản E số tự động ha, cá nhân một chủ, lăn bánh được 57.000 km ha. Sau nhiều năm sử dụng, cụm đèn pha vẫn như ngày nào, mới tinh trong suốt ha, chưa có vết ố vàng luôn. Đèn gầm cũng vậy nè anh chị, đó mới tinh ha. Mâm thì đúc nguyên khói ha, đó mâm chưa có vết chạy luôn. Toyota mạnh chủ sử dụng kỹ vậy thì biết nào hơn anh chị. Bốn vỏ theo xe nha anh chị, tuần 30 của năm 2017 ha. Đó, gài vỏ nè, chuẩn chất 57.000 anh chị. Đó, gài vỏ về cui ha, xe một chủ sử dụng kỹ mà bảo dưỡng đều nữa thì cái chất xe trên cả tuyệt vời luôn anh chị. Nội thất anh chị thấy nè, đó da ghế căng bóng mới tinh ha, chưa thấy dấu hiệu gì của thời gian luôn, đẹp thật anh chị. Phần tay nè, những cái vân gai vẫn còn luôn, cần số nè quá tuyệt vời ha, có màn hình Android cho anh chị nè, rất lớn nha. Đây vô lăng chỗ cầm nắm nhiều nhất nè, tuyệt vời không anh chị, mới tinh ha. Ô đô chuẩn là 57.000 hơn một xíu ha anh chị, mình mua xe đã qua sử dụng mà gặp chủ đi kỹ vậy thì rất là an tâm luôn ha anh chị. Đây hàng ghế phía sau nè, phân khúc C thì khoảng cách giữa hai hàng ghế cực kỳ là rộng rãi ha, ngồi rất thoải mái luôn. Đây rất rộng luôn anh chị, và ghế căng bóng ha, đã bọc trần ni lông chống dơ cho mình luôn rồi. Đó, đầy đủ ha anh chị. Altis E đời 2017 495 còn thương lượng, anh chị nào quan tâm thì alo em hoặc comment dưới phần bình luận để em gửi thông tin chi tiết ha. Chất lượng của xe thì em cam kết tuyệt đối cho anh chị ha, bằng văn bản hoặc dấu công ty rõ ràng. Còn anh chị nào không an tâm nữa là có thể check bên bộ phận thứ ba như hãng thì thở thoải mái nha. Đây khoang nội thất, đây ghế tài nè, chị thấy mũi ghế tài mới tinh ha. Đó, khu vực chỉnh kính cũng như là tay nắm cửa nè, rất là mới ha anh chị. Đó, 5 chỗ rộng rãi, tiết kiệm bền bỉ, 495 còn thương lượng, anh chị quan tâm alo em ha, hoặc tới địa chỉ 79/13 khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương để xem xe trực tiếp và trải nghiệm lấy thử luôn nha anh chị.